Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tiếp tục các cái bài tập ở trong trang số 82 sách toán lớp 1 tập 1 quyển kết nối tri thức. Ở trong bài ngày hôm nay sẽ là tiếp tục là bảng trừ các bạn ạ. Bảng trừ với 8, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện tập làm bảng trừ với 8 và học thuộc nhé. Tất cả các hàng này chúng ta sẽ đều có 8 bông hoa hết. Tuy nhiên là số lượng hoa màu cam và số lượng hoa màu tím là sẽ khác nhau đấy. Số lượng khác nhau nên cái phép tính trừ cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón xem nhé. Mình đọc, các bạn cùng lắng nghe nhé. Rồi, ở đây chúng ta có 8 bông hoa, trừ đi 1 bông hoa tím. 8 trừ đi 1 còn 7. Tiếp theo là 8 bông hoa trừ đi 2 bông hoa tím. 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ đi 3 sẽ bằng 5. 8 bông hoa trừ đi 4 bông hoa tím sẽ còn 4 bông hoa vàng. Chúng ta có 8 trừ đi 4 bằng 4. 8 trừ đi 5 sẽ bằng 3. 8 trừ đi 6 bằng 2. Và cuối cùng là 8 trừ đi 7 thì sẽ bằng 1 các bạn nhé. Tiếp theo, phần hoạt động. Các bạn thực hiện bài tập trong sách giáo khoa phần bảng. Chúng ta có bảng 6 trừ 6 trừ 1 bằng 5, 6 trừ 2 bằng 4, 6 trừ 3 bằng 3, 6 trừ 4 bằng 2 và 6 trừ 5 bằng 1, 6 trừ 6 bằng 0 các bạn ạ. Rồi, hôm nay là chúng ta đã cùng nhau được học qua phần bảng trừ rồi đúng không nào? Phần bảng trừ này thì các bạn cố gắng là học thuộc nhé. Hoặc là chúng ta có thể là tính bằng cách là đếm lùi đấy. Ví dụ như là 8 trừ đi 5 bằng mấy thì chúng ta hãy lấy 8 làm nắm tay, trừ đi 5 chúng ta sẽ giơ 5 ngón tay lên nhé. Lần lượt chúng ta đếm lùi 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vậy kết quả sẽ bằng 3 đúng không nào? Một ví dụ khác, 6 trừ đi 2, chúng ta lấy 6 là cái nắm tay, chúng ta trừ đi 2 bước, 6, 5, 4, kết quả là bằng 4 các bạn ạ. Thời lượng của kênh cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video học ngày mai nhé. Tạm biệt.